Giờ em xin giới thiệu cho quý vị, đây là những hình ảnh của cái nhà hàng cũng như là khu vực xung quanh là cái villa Nam Hồ ở vị trí số 91 của con đường Hùng Vương, thành phố Đà Lạt các bạn. Ở này là những cái bàn để bên nhà hàng để mà ăn uống. Đây thì cái Đà Lạt này vậy. Đà Lạt Restaurant, cà phê sinh tố, nước ép trái cây, điểm tâm sáng. Cái nhà đây là cái nhà hàng. Xung quanh đây là những cái villa này rất đẹp. Chỗ này có những cái ban công view một cái thung lũng. Ở trên cái này là một cái đồi núi, quý vị có thể thấy được, đứng trên này có thể thấy được cái thung lũng, ở phía dưới là người dân trồng rau. Đây là khu vực của nhà hàng ăn uống. Đây có các bảng giá nè. Thức uống nè, uống là cà phê nóng 35, cà phê đá 40, cà phê sữa nóng 45, cà phê sữa đá 50, cam vắt 50, rồi sữa chua, sinh tố dâu tây là 50, sinh tố bơ 50, siro đá bào 30 nữa, tiếp tông nóng là 35, tiếp tông đá là 40, món ăn thì có cà ri gà 80, bánh mì bò kho 80, hủ tiếu bò kho 80, cơm tấm 80, bún bò Huế 80, bánh mì ốp la là rẻ nhất 50 quý vị. Đây là cái bảng giá menu của nhà hàng. Đây, khu vực phía dưới đây nữa là các cái villa nữa nè. Đà Lạt là nó kiểu đồi núi vậy, cho nên là nó phải xây theo bậc cấp như thế này. Ở đứng này quý vị có thể thấy được phía từ xa kia là cái thung lũng, người dân trồng rau ở phía dưới đó, những cái nhà lồng kính đó, quý vị, trồng rau. Và phía dưới cũng có những cái villa biệt thự nữa mà. Thì ở Đà Lạt thì đa số là khách sạn đồ cũng như là villa biệt thự đồ đẳng cấp, như đẳng cấp 4 sao ở đây thì nó chỉ bằng 3 sao ở Nha Trang thôi vậy. Giờ ở đây là nó địa hình của nó là kiểu đồi núi nên cái việc mà xây dựng nó rất là khó khăn và nó tốn kém chi phí nhiều hơn. Đây là mặt sau của cái villa, nó có một cái đồi dốc đi lên. Khí hậu ở Đà Lạt rất là mát mẻ quý vị. Villa cũng như khách sạn đó là không có cần phải sử dụng máy lạnh đâu. Phải dùng bình nước nóng kìa. Ngược lại phải dùng bình nước nóng. Khí hậu lạnh lắm. Vô trong phòng nó rất là lạnh, cảm giác nó riu riu như máy lạnh luôn các bạn, không cần máy lạnh mà cũng như máy lạnh. Đây là cái sảnh của
quầy tiếp tân. Khí hậu đây rất là dễ chịu luôn. Đây có mấy cái đồi thông. Mấy cành đây đồi núi trên nằm trên đồi rất cao luôn. Mời cô chú chị bạn dạo một vòng nha. Đó, đứng ngay vị trí này nhìn thấy cái cảnh ở phía dưới cái thung lũng kìa. Rõ hơn các bạn. Dưới đó người dân họ trồng rau. Những cái nhà lồng kính rất là nhiều luôn vậy. Trời. Đúng là Đà Lạt là thủ phủ của loài rau và hoa. Phía dưới cũng có các cái biệt thự này, các villa này. Đẹp quá. Đây nhà hàng. Đây cũng các cái villa nghỉ dưỡng này, nghỉ ngơi đây. Ở phía dưới đây là cái nhà hàng ăn uống, chính giữa các cái đồi, chính giữa những cái căn nhà. Dân ở đây họ xây cũng kiểu theo cấp nhau hết vậy. Nên cái việc mà những cái nhà mà họ xây dựng ở đây, những cái nhà lầu là rất là tốn kém nó gấp nhiều lần so với ở đồng bằng. Khâu vận chuyển nó cũng khó khăn, mà cũng như là xây dựng nó cũng rất khó khăn, xây một cái móng nó rất là tốn kém luôn. Đây những cái tiền dốc này vậy thôi. Đây là Thanh Thủy Villa. Rồi mấy bậc thang đẹp quá quý vị ha. Trồng ở đây cũng rất là đẹp. Các cái đoàn tham quan dọc đổ xe dọc đây, những chiếc 45-50 chỗ tham quan nghỉ dưỡng Đà Lạt Lanbia. Chào mừng Trung tâm Y tế huyện Nhân Trạch, Quảng Bình. Đà Lạt Hotel.